Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến đã chuốt hơi thở cuối cùng vào lúc 16 giờ 30 chiều 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết Nguyên đán. Được biết ông ra đi vì tuổi cao sức yếu. Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến hưởng thọ 86 tuổi. Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến sinh năm 1937 tại Hà Nội, trong gia đình có hai anh em. Ông có anh trai là nghệ sĩ ưu tú Trần Văn Nghĩa, nguyên giám đốc nhà hát Mùa Dối Trung ương. Ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1954 thông qua một số vở trèo. Ông theo học khóa diễn viên của trường nghệ thuật sân khấu từ năm 1961 khi đã tốt nghiệp, ông đến làm việc tại Đoàn kịch nói Trung ương, đến năm 2012 thì nghỉ hưu. Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến kết hôn với nghệ sĩ ưu tú Lê Mai khi cùng hoạt động tại Đoàn kịch nói Trung ương. Vợ chồng ông có ba người con gái đều là nghệ sĩ nổi tiếng, Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi. Trong những năm cuối đời, sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến suy yếu và gặp khó khăn trong việc đi lại.